Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ nhất, phần giải nghĩa. Ở phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để biết rõ hơn nghĩa của từ thiên nhiên qua các phương án sau. A. Tất cả những gì do con người tạo ra. Tất cả những gì không do con người tạo ra. Và tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh con người. Ở phần này, ta dễ dàng nhận ra những gì không do con người tạo ra thì đó là của thiên nhiên. Thiên nhiên là những gì có ở xung quanh chúng ta nhưng không phải do con người tạo ra. Nó có sẵn trong thiên nhiên nên ta còn có một từ đồng nghĩa với từ thiên nhiên, đó là từ tự nhiên. Còn những gì do con người tạo ra, đó chính là nhân tạo. Còn tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh chúng ta, đó là từ ngữ để chỉ về môi trường. Như vậy, chúng ta đã mở rộng thêm và hiểu rõ nghĩa của từ thiên nhiên. Bây giờ ta mở rộng tiếp phần này nhé. Ngoài từ thiên nhiên, tự nhiên, chúng ta cũng có thể lựa chọn những từ nằm trong nhóm từ đồng nghĩa với từ thiên nhiên. Ví dụ, từ tạo hóa, đó là những gì mà thiên nhiên ban tặng cho con người.